Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là đã 49 ngày qua, căn nhà này đã vắng bóng mẹ già. Chúng con nhìn di ảnh mà lòng đau như cắt, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ, nỗi lòng con gợi gắm những niềm thương. Dù bao năm, dù có quá vô thường, công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất. Mẹ kính yêu của con, mẹ có biết hay không, ngày mà con đau đớn nhất là ngày con không còn mẹ. Chúng con làm lễ cầu siêu, cúng dường trai tăng chung thất tuần 49 ngày cho mẹ chúng con. Chúng con vẫn biết cuộc đời phù du ảo ảnh, sống gửi thác về là định luật vô thường, nào ai tránh khỏi. Nhưng đứng trước cảnh tử biệt sanh ly, chúng con không thể ngăn được dòng nước mắt. Khi mẹ hiền đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại. Ngẩn ngơ trước cảnh vô thường hiểu, mà vẫn thấy đau thương ngút ngàn. Con cháu tụ về quây quần bên mẹ, và mong muốn được cận kề chăm sóc mẹ. Vậy mà bóng mẹ đâu còn. Càng nghĩ đến mẹ, niềm thương nhớ mẹ lại dâng tràn. Yeah.
năng bị hạ tiên mô ngọc thổ lai vàng như thon bất tuệ quán âm nhật sát na mạc ta đà tạp cầu xúc liệu cổ hại tiết ma chỉ cho tôi nơi nào là chỗ chân trời.
cho tôi thấy từ nghiệp xa xôi nào lưu chuyển cùng trong tốc độ. Tôi gọi về cái thể cái chân năm của cùng với hàng cây trắc bả dừng bước chân nơi đây cuộc hành trình kỳ lạ. Tuy màu trời thanh bình lặng muôn đời vẫn còn đó, nhưng màu trời thanh bình lặng sáng hôm nay đã ra trời. Hương linh vẫn còn đến đi thong dong, bước chân hương linh sạch về thanh thản, không tròn không khuyết một phần một trăm. Gió vẫn bay hương linh có thấy không, khi mưa xa tiệm án mây gần, hạt nắng từ cao rơi xuống thấp, cho lòng đất thấy bầu trời trong. Hiện Thank you.
dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều xì dao, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát mát đêm như sáo diều giật giơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính dường bái bạch chư tôn tịnh đức tăng ni. Mẹ đi về điện lời ru, giang đôi tay ấm thiên thu con nằm. Dẫu cuộc đời có lạnh tâm, à ơi tay mẹ trăng nằm đời con. Hôm nay ngày 25 tháng 9, nhân tuần trung thất của Hương Nhân Từ Mầu, là Phật tử Pháp Danh Tâm Hương, Thế Nhân Lê Thị Huệ đã mãn phần lương bổng Tam Bảo ngày 19 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 7 tháng 8 năm Giáp Thìn. Giờ đây đại diện gia đình tán quyến chúng con xin dâng lên lời tạm bạch cúng dường. Kính bạch chư tôn thiền đức văn minh, dẫu biết rằng vạn vật sanh tử dị diệt đều không nằm ngoài lẽ vô thường, nhưng sao chúng con không thể ngăn được lòng nhớ thương nhớ trước sự ra đi mãi mãi của thân mẫu. Cúi xin chư tôn thiền đức cho phép chúng con có đôi lời bộc bạch trước hương linh cổ đại. Má ơi, má đã đi thật rồi sao? Từng thấy ở trên các nước biết người mà lo. Chúng con tuy đã lớn, đã rất lớn rồi, nhưng những điều tưởng giản đơn như vậy
và tình thương là sự lo lắng hàng ngày. Bữa mô thích ăn món chi, má đều nhớ, để sợ rằng hắn ăn không ngon miệng. Mà má ơi, giờ đây những điều đó bây giờ xóa vắng rồi, có còn là chỉ còn trong tâm tưởng của chúng con. Khi bơ vơ nhận biết rằng mình đã mất mẹ, Phật giờ trong kinh bảo ơn cha mẹ, mẹ già trăm tuổi còn thương con 80, tụi con cảm nhận sâu sắc điều ấy ở tấm mẫu của chúng con. Cuộc đời từ mẫu từ khi về làm giáo sống đúng là lâm thị khi mới tròn 16 tuổi, rồi ôm mẹ mày mất sớm. Má đã phải gánh vác gia đình, tần tạo nuôi đàn con và cả hai em còn thơ dại. Cả cuộc đời sau 70 năm, tần tạo buôn bán vợ dòng, từ miền quê học khổ vì dạy dạ, rồi chạy giặt vào Sài Gòn làm rẫy buôn bán nặng hơn vợ dòng, lam lũ nuôi đàn con và hai ế vừa đủ chục miệng ăn. Nhưng rồi nhờ chịu thương chịu khó, cơn bị trực cũng qua đi và hồi thái lai lại đến. Nhưng vẫn với suy nghĩ thật đơn giản, má nói: nhờ ơn trên Phật Thánh gia hộ và ơn đức tổ tiên mà được như vậy, cho nên hãy nhớ rằng không bao giờ được quên điều đó. Thờ tự phải trang nghiêm thanh tịnh, không được để bội lòng. Tập vậy má chu toàn mọi việc với họ tộc, tổ tiên nội ngoại từ Lam Thủy đến Khu Ma, với quý thuộc đến thống là vậy. Hơn thế nữa, được sinh ra trong gia đình gia phong nhiều đời thầm tính tam bảo, nói theo hành nguyện của tổ tiên, thắp mọi với sự kính tín và tâm phụng sự tam bảo suốt gần năm thập kỷ, anh trầm lo lắng sớm hơn, dù nắng dù mưa, có khi cảm muộn bệnh đau, thế sự thuận nghịch cũng không chút thối chuyển lòng quý kính đối với tăng ni. Vì thế mà người đã là một phần của hải quan tử thân thương này, tình thương quý thuộc bồ đề đáng quý ấy của thanh mẫu đã được quý thầy quý chú cảm nhận sâu sắc trong hành trạng 50 năm gói gọn trong nhà trụ của chùa Hải Quan. Tình thương của người vô cùng bình dị nhưng sắc son, không hào nhoáng, không giáo điều nhưng bền bỉ thủy chung. Hôm nay là ngày chúc thất của từ mẫu, chúng con hiểu từ mẫu vẫn thường chỉ là một người như thế mà thành tâm thực hiện hiếu sự như pháp, thanh tịnh trang nghiêm thành những thiết lễ cũng dường trang tăng lệ bạc lòng thành dâng lên tam bảo cùng chư tôn tịnh đức. Cuối sinh chư tôn tịnh đức từ bi nạp thọ cho chúng con được tròn làm hiểu đạo người con đối với từ mẫu và hương linh từ mẫu của ân chiêm công đức mà thác sanh tịnh lạc. Quyền đem công đức này hồi hướng cho chư lực vị tiên linh và công gia tiên tổ, lê gia tiên tổ cùng tất cả chúng sanh, tình dữ vô tình hàm chiếc lợi đạt. Nam mô chúng sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đang hành trì công đức hàng ni rồi, và đại diện cho người con ở trong gia đình đã
dâng lên đầu khắp mặt, nhân ngày cũng thắp tay cùng của tâm linh Phật tử lên Thị Huệ phát ra một công nhân theo gọi là bác sứ và người chị của thầy Lê Văn Pháp và thầy này về ba về Phật tử thành thần của Chùa Vinh Quang. Thì trước hết chúng con xin được thay lời các bạn để cho con ở đây ghi nhận những lời bậc thầy của toàn thể thôn con cháu trong gia đình. Rồi quý vị biết rằng Phật tử Lê Thị Hương về Bắc Giang là tâm thương là một người Phật tử mẫu mực, là một người mẹ, rồi tất cả những điều gì mà bà sống mà làm mà lo cho gia đình thì thầy nghĩ rằng là con cháu cũng đã cảm nhận rồi. Và ngày mai mà mẹ mình là mất thì qua tang lễ thì quý vị đã biết rằng cái phước báu của bà cũng rất là nhiều công đức để lại. Chỉ mong rằng con cháu mình được may mắn được thành con thành cháu của bà, cố gắng sống làm sao có thể đi tới được tam bảo này. Thứ hai nữa là anh chị em thương yêu nhau, đương nhiên mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người sống mỗi nơi, nhưng mà cái điều đầu tiên đó là phải luôn luôn biết thương yêu nhau, biết trọng lẫn nhau, đừng có xem thường lẫn nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất. Có lẽ là bà cũng là rất là vui khi thấy các con các cháu của mình đoàn kết hòa hợp để làm xây dựng nhà lên. Thứ hai nữa là mình cũng tiếp nối truyền thống của gia đình là một người Phật tử, mình phải sống có đạo. Thứ hai nữa cũng phải hy sinh làm người Phật tử thuần thành để hộ trì chánh pháp, để có như vậy lợi lạc cho được mọi người. Cái điều thứ ba nữa, ba cũng mất, mẹ cũng mất, anh chị em sống với nhau, nhưng mà mình cũng biết là bà con họ hàng rất là lớn, người quê họ có ở Long Thủy, họ lên ở Tuyên Quang, mình phải làm sao để mà mình được chu toàn, chứ không phải là rồi mẹ mất rồi bắt đầu là mình lơ lơ là làm cũng được. Đó là cái điều mà thầy mong muốn cho tất cả những người con, người cháu gia đình. Thì hôm nay tất cả quý thầy quý cô về đây cũng chỉ là những cái tên với bà sử, cái người mà cũng là các phó chùa của tình cảm, đồng thời các con các cháu cũng gần gũi các thầy, cho nên các thầy về đây là bằng tất cả cái tình trước hết để thành tâm cầu nguyện cho hương linh của cụ bà Lê Thị Huệ pháp gia là tâm thương sớm được các thầy được làm cũng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của người chết của đồng bào có đồng bào Lê được chia tay thành tốt. Rồi là các con cháu luôn được bình an, yêu thương được lòng lẫn nhau. Về đây xin chúng tôi đức tăng nhất tâm niệm Phật để chứng minh và cầu nguyện cho nhân viên lên đường.
lòng, chúng con nguyện xin y giáo phụng hành và y thành đảnh lễ cúng dường tam bái. A Di Đà Phật, thỉnh Tư Tăng Ni Thọ Oh,